Thưa quý vị và các đồng chí, chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của chiến tranh thì vẫn đang đe dọa cuộc sống của người dân Việt Nam hàng ngày. Chỉ cách đây 2 tuần, một quả bom được coi là phế liệu chiến tranh đã tạo ra một vụ nổ kinh hoàng ngay tại quận Hà Đông của Hà Nội, để lại cho nhiều gia đình nỗi đau mất mát ngay trong giữa thời bình. Và ngay trong sáng nay thì người dân ở huyện Gio Linh của tỉnh Quảng Trị lại phát hiện ra hai quả đạn pháo nặng gần 1,5 tấn trong khi làm ruộng. Rõ ràng là từng người dân Việt Nam đã và đang phải sống chung với bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại rất nhiều sau chiến tranh. Và trong chương trình ngày hôm nay, mùng 4 tháng 4, ngày Thế giới phòng chống bom mìn, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các đồng chí một số kinh nghiệm của các nước châu Âu đang được áp dụng ngay tại tỉnh Quảng Trị. Đó là việc thay vì chúng ta dồn nguồn lực ít ỏi để rà phá tất cả diện tích đất đai nghi có bom mìn, thì chúng ta sẽ xây dựng bản đồ và cơ sở dữ liệu để quản lý bom mìn, vật liệu nổ. Đây cũng là cơ sở để tập trung nguồn lực, ưu tiên rà phá những chủng loại bom mìn dễ gây nguy hiểm nhất tới cộng đồng, giảm thiểu tai nạn, như bom đạn nằm trên mặt đất, nằm ở độ sâu ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Những loại bom mìn còn lại sẽ được chủ động quản lý và có quy trình xử lý an toàn lâu dài theo thời gian. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta chuyển từ việc chủ động rà phá bom mìn sang chủ động quản lý và phản ứng hiệu quả hơn với bom mìn. Và từng người dân tại vùng ô nhiễm sẽ là người đi tiên phong trong công việc này. Xã Gio Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Nhà mình là ở đây gần cái nhà văn hóa thôn bác này. Rồi đó, mình đang ở đây. Thì cái chỗ đấy từ đấy mà ra đến cái chỗ mà ruộng của bác nghĩ có bom bí á, là có sáng bác, mình đang ở đoàn múc. Ngoài này. Không đông đây. Dạ. Không đông đây thì không đông đây thì đi tiếp đi. Dạ dạ. Là nằm ở khu vực đấy mà. Để khảo sát thông tin, lập bản đồ ô nhiễm bom mìn của thôn, ông Ba đang đưa nhân viên kỹ thuật của tổ chức Renew tới ruộng lúa nhà mình. Với ông thì gắn bó với ruộng lúa cũng là sống chung với bom mìn sót lại sau chiến tranh. Và chuyện vừa cấy cày, vừa gặp bom mìn đã là chuyện thường ngày với người dân ở đây. Nếu bà con trước đây sản xuất đây họ cũng phát hiện được, trước đây phát hiện được thì nói chung cũng khá nhiều. Sự thực mà đó là chủ yếu là bà con đưa xuống hộ để mà vui lấp. Đây, và có những quả là sơ quả thì họ vẫn đi tại chỗ. Chỉ dẫn của người dân đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân viên kỹ thuật. Những vị trí nguy hiểm sẽ được cập nhật vào trong bản đồ. Việc tìm ra thông tin bom mìn, vật liệu nổ thông qua người dân bản địa sẽ giúp các tổ chức quốc tế đang khắc phục hậu quả bom mìn ở Quảng Trị sớm xác định vùng nghi ngờ ô nhiễm, thay vì việc phải dò tìm toàn bộ diện tích của một địa phương. Đây cũng chính là giai đoạn khảo sát phi kỹ thuật ban đầu của quá trình điều tra, quản lý thông tin và rà phá bom mìn. Khu vực mà nghi ngờ cao ấy là khu vực mà mình với mắt thường mình không thể thấy bom đạn gì cả, nhưng mà vì những người dân là họ khẳng định là đã phát hiện nhiều bom chùm ở đó, thì chính các cái nhân viên ở thực địa là người đưa ra cái quyết định liệu cái khu vực đó có nên là để đề xuất lên nên là khảo sát kỹ thuật hay không. Trước khi cầm rựa để phát cỏ chăn bò thì ông Thành vốn là một người đi dò tìm phế liệu. Ông thường đào tìm, di chuyển bom mìn, vật liệu nổ. Theo đúng quy định thì khi phát hiện bom mìn, ông Thành phải giữ nguyên hiện trường, đánh dấu và báo ngay cho cơ quan chức năng. Việc trao đổi thông tin như thế này sẽ giúp những người dân như ông Thành sống chung với bom mìn ở mảnh đất Quảng Trị. Thưa quý vị và các đồng chí, phóng sự vừa rồi thì đã cho thấy một điều, đó là người dân không chỉ là nguồn tin mà cũng rất cần các thông tin về ô nhiễm bom mìn tại nơi mà mình sinh sống. Từ những thông tin do người dân cung cấp và nhiều hồ sơ dữ liệu bom mìn, các tổ chức quốc tế sẽ tiến hành dò tìm, khoanh vùng ô nhiễm và ưu tiên rà phá. Tỉnh Quảng Trị là địa phương đầu tiên ở nước ta phối hợp với các tổ chức phi chính phủ về bom mìn nhân đạo, xây dựng một trung tâm điều phối khắc phục hậu quả chiến tranh. Đây là đầu mối tập trung quản lý cơ sở dữ liệu và điều phối các hoạt động rà phá bom mìn, giáo dục phòng tránh. Với phương pháp là chủ động quản lý thông tin bom mìn, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu sẽ rà phá toàn bộ bom chùm trên bề mặt đất trong vòng 5 năm tới. Bản đồ những bom mìn này có được nhờ hoạt động phỏng vấn người dân và các bằng chứng về vật liệu nổ. Tuy nhiên, để khoanh vùng ô nhiễm thực sự thì cần phải dò tìm. Trước đây, đã có chuyện trên cùng một diện tích nhưng có nhiều đội cùng rà phá lại không chia sẻ thông tin với nhau, nên dẫn đến chồng chéo, lãng phí nguồn lực. Nhưng từ 2 năm nay, tỉnh Quảng Trị đã phân rõ trách nhiệm của từng tổ chức và quản lý các thông tin ô nhiễm dựa vào hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu. Từ đó, bắt đầu xây dựng kế hoạch rà phá cụ thể, triệt để ở từng khu vực nhỏ, chứ không phải rà phá toàn bộ diện tích của một tỉnh.
và cái với cái phương pháp mà mình chủ động mình đi ra mình khảo sát dựa trên bằng chứng và mình khuấn vùng các cái khu vực ô nhiễm này, thì như vậy là các cái nguồn lực ra phá họ có thể đến, họ được sử dụng và ra đúng cái khu vực thực sự ô nhiễm, thay vì là ra theo kiểu ra những cái khu vực có tác động nhưng thực chất nó không ô nhiễm, thì như vậy là rất là lãng phí. Khi phát hiện bom mìn thì nhân viên đội khảo sát sẽ đánh dấu và định vị trên bản đồ vệ tinh, hàng ngày sẽ cập nhật vào bản đồ ô nhiễm. Tại khu vực thực địa này, nhờ phương pháp mới nên diện tích ô nhiễm thực sự được phát hiện chỉ bằng một nửa tổng diện tích khảo sát. Và thay vì phải rà phá từng mm diện tích của cả vùng, thì nay chỉ cần rà phá ở những nơi bị ô nhiễm thực sự. Việc chúng ta thay đổi cái quy trình kỹ thuật rà phá bom mìn từ việc điều tra kỹ thuật trước khi rà phá đã giúp tiết kiệm thời gian cũng như công sức của lực lượng rà phá. Cụ thể ở huyện Triệu Phong của tỉnh Quảng Trị, thì nhờ việc phương pháp điều tra kỹ thuật mới, chúng ta sẽ phải chỉ rà phá từ 1 đến 2% diện tích đất đai bị ô nhiễm thực sự. Thông tin ô nhiễm bom mìn được cập nhật hàng ngày về hệ thống dữ liệu của Trung tâm Điều phối Khắc phục hậu quả chiến tranh tỉnh Quảng Trị. Sau hơn 1 năm hoạt động, đơn vị này đã xây dựng được một mạng lưới thông tin ô nhiễm bom mìn thống nhất, giúp các tổ chức cá nhân cùng sử dụng chung. Nhờ việc quản lý cơ sở dữ liệu chung về bom mìn, nên trung tâm đã thu hút được nguồn lực tài trợ và mở rộng diện tích khảo sát, rà phá, tăng gần gấp đôi so với trước đây. Và các cái hồ sơ ấy được cập nhật lại tại trung tâm, thì sau này có các cái tổ chức về doanh nghiệp hoặc là phát triển, các tổ chức phát triển hoặc họ có cần nhu cầu phát triển những cái xây dựng hoặc là phát triển sản xuất ở đây, thì họ có cái thông tin này, như vậy là rất là hữu ích cho để mà phục vụ, thứ nhất là phát triển kinh tế xã hội, thứ hai đảm bảo an toàn cho người dân và cho cuộc sống của mọi người. Trước đây, các tổ chức hoạt động bom mìn đều có cơ sở dữ liệu riêng và không chia sẻ với tổ chức khác. Nhưng khi có trung tâm dữ liệu bom mìn thì mọi thông tin đều được chia sẻ cho các tổ chức, giúp điều phối nguồn lực hiệu quả hơn, không bị chồng chéo, lãng phí. Từ trung tâm điều phối, các hồ sơ ô nhiễm bom mìn lại được giao cho từng tổ chức để tiến hành rà phá. Đây là một trong tổng số 17 đội rà phá bom mìn của tổ chức MAC tại Quảng Trị. Sau khi tiếp nhận các bản đồ dữ liệu, họ sẽ xây dựng kế hoạch nhân lực, trang bị để tiến hành rà phá bom mìn nông dưới mặt đất. Và ưu tiên số 1 hiện nay của tỉnh Quảng Trị là rà phá, làm sạch bom chùm ở độ sâu từ 30 đến 50cm trong vòng 5 năm tới. Trong 5 năm qua, Việt Nam đã xây dựng bản đồ ô nhiễm bom mìn quốc gia. Bộ Quốc phòng nhận định, bản đồ ô nhiễm bom mìn là cơ sở để giảm thiểu tai nạn, tập trung nguồn lực, khắc phục hậu quả bom mìn. Theo thống kê chưa đầy đủ thì hiện nay trên đất nước ta vẫn có tới hơn 20% diện tích đang bị ô nhiễm bom mìn và liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Những năm qua tốc độ rà phá đã tăng nhưng Việt Nam vẫn phải mất khoảng 100 năm để giải quyết được vấn đề này. Tuy nhiên khi bản đồ ô nhiễm và cơ sở dữ liệu quốc gia về bom mìn được công bố trong năm nay, Việt Nam sẽ tập trung ưu tiên nguồn lực để rà phá những khu vực trọng điểm, giảm thiểu tối đa tai nạn do bom mìn gây ra cho người dân. Chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp tới quý vị và các đồng chí quy trình phản ứng lâu dài với bom mìn và liệu nổ trong bản tin vào ngày mai.